Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến từ nền tảng của sàn KuCoin, nhận 10 đô la từ sàn KuCoin. Và để tham gia vào dự án này, mọi người cần phải đăng ký và xác minh tài khoản ở trên sàn KuCoin nhé. Đường link đăng ký mình có để ở dưới phần mô tả. Sau khi có tài khoản rồi thì mọi người bấm chọn tiếp vào đường link Airdrop và tham gia được chatbot. Tiếp theo mọi người bấm chọn Start này. Rồi, chọn Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ. Thì ở dự án này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 và phân phối vào ngày 30 tháng 5 nhé. Rồi, đầu tiên là follow vào Telegram. Ở đây mọi người chọn Join cho mình. Quay trở lại. Tiếp tục follow Twitter này. Mọi người sẽ follow vào KuCoin này và quay trở về bot. Sau đó là tweet lại cái bài đăng của nó. Rồi, bấm chọn đăng tweet này. Tiếp theo, quay trở về bot. Mọi người sẽ follow Twitter này. Rồi, tiếp tục chọn theo dõi này và quay trở lại này. Sau đó thì sẽ đăng ký. Ở đây nó có yêu cầu đăng ký một tài khoản sàn KuCoin nhé. Thì mọi người bấm vào đường link mình để dưới phần mô tả để đăng ký một tài khoản sàn KuCoin. Thì cũng chưa nhất thiết là phải KYC đâu, nhưng mà trước sau gì thì mọi người cũng nên KYC nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó này. Ở đây bấm chọn join, sau đó quay trở lại này và retweet lại bài đăng ở trong kênh liên kết này. Rồi ở đây thì mọi người bấm chọn like này, sau đó thì retweet lại cái bài đăng này và mọi người sẽ trích dẫn cái username của nó nhé. Chọn tweet lại. Ok, quay trở về bot. Bấm chọn submit. Rồi, chọn don này. Sau đó gửi cho nó profile link của Twitter này. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ gửi UID của sàn KuCoin. Thì mọi người sẽ quay trở lại sàn KuCoin này. Rồi mọi người sẽ đăng nhập vào sàn KuCoin. Rồi, bấm vào góc bên trái này. Sau đó thì copy UID. Và quay trở về này. Nhập UID này. Rồi, chọn don này. Và sau đó gửi cho nó đường link retweet. Mọi người quay trở lại Twitter và copy cái đường link retweet này. Sau đó quay trở lại bot. Nhập vào. Rồi, gửi cho nó profile link của kênh YouTube. Rồi chọn refollowing này. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.